Từng giữ chức chủ tịch hội nông dân xã, sau khi nghỉ chế độ, ông Lý Văn Minh, thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, thành phố Lào Cai, năng động trong phát triển kinh tế tổng hợp. Từ việc ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường, gia đình ông đã thu về cả tỷ đồng mỗi năm. Được vinh danh là nông dân sản xuất kinh giỏi cấp tỉnh, mô hình kinh tế của gia đình ông Minh còn được lựa chọn để nhân rộng, lan tỏa phong trào thi đua trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu tại địa phương. Đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi lợn với quy mô khá lớn. Tuy nhiên, sau khi phát sinh dịch bệnh, thay bằng việc mở rộng phát triển đàn, ông Minh tập trung chăm sóc phòng dịch, duy trì tổng đàn hợp lý. Bám sát chủ trương định hướng của cấp ủy chính quyền địa phương, ông Minh chuyển đổi một số diện tích đất trồng cây kém hiệu quả sang đào 3.200m2 ao nuôi cá chấm, cá nheo theo hình thức bán công nghiệp. Tiếp đó, ông còn thí điểm nuôi ếch. Đối với gia đình tôi thì thực sự ra là cái ngành này thì về chăn nuôi thì gia đình rất là hợp, cho nên là rất chăm chú vào cái công việc đó, thì từ đấy là phát huy hiệu quả rất cao. Đấy, nói chung là so với con ếch với lại chăn nuôi cái con khác ấy, thì con ếch thì nó đảm bảo hơn. Từ những ao nuôi cá này, mỗi năm gia đình ông Minh thu được cả chục tấn cá. Đối với nuôi ếch, ban đầu chỉ là vài trăm con thí điểm, đến nay đã mở rộng quy mô nuôi lên tới 23 bể với hơn 20 vạn con. Không chỉ nuôi thương phẩm, trang trại đã chủ động được con giống nuôi và cung cấp giống cho thị trường. Ứng dụng tốt kỹ thuật, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường, hướng phát triển kinh tế của gia đình ông Minh mang lại hiệu quả kinh tế được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Mô hình của gia đình anh Minh này thì có hiệu quả kinh tế đối với hộ gia đình là cũng đã có tăng thu nhập, và so với các cái cây trồng khác và các cái con vật khác thì cũng đã có giá trị kinh tế cao và chất lượng. Gắn bó nhiều năm với công tác hội nông dân, nhất là các phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu do hội phát động. Khi về nghỉ hưu, trên cương vị là trưởng ban công tác mặt trận thôn Luổng Láo 2, ông Minh còn tích cực tuyên truyền vận động bà con cùng làm kinh tế. Không chỉ tạo việc làm cho một số lao động địa phương, ông còn hỗ trợ giống kỹ thuật chăn nuôi cho người dân trong thôn, trong xã khi có nhu cầu. Đối với ông Lý Văn Minh thì cũng là một hộ gia đình, là trưởng ban công tác mặt trận thôn tiêu biểu về phát triển kinh tế. Được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh với doanh thu lên đến cả tỷ đồng mỗi năm. Hướng phát triển kinh tế của gia đình ông Lý Văn Minh đang là điểm sáng được xã Cốc San và thành phố Lào Cai lựa chọn để nhân rộng.